Quang vừa test thử một cặp loa, phải nói là đây là hàng của Trung Quốc, nói chuẩn luôn với các bác, và hàng hãng của Trung Quốc luôn. Đấy các bác cùng xem. Đấy, kể cả từ những cái tem rất là dày dặn, chạm loa là ấn này. Đấy, như những cái chạm loa ở những cái loa bass to ấy, ấn và đút vào dây vào đây rất là chắc chắn, nó bằng kim loại, nó không lo chảy, rất chắc chắn các bác nhá. Thùng cứng cáp và rất là nặng. Phân tần thì khủng rồi, tối ngày hôm qua hôm nay các bác biết. Và đối với cặp loa nguyên bản đẹp, nó chỉ hơi bụi này thôi, rất đều, rất đẹp. Bát của bát thì nó to, thậm chí còn nặng hơn cả 850C. Đấy, và màng thì nó là màng giấy các bác nhá, nên nhớ là màng giấy, đưa chất âm rất là trung thực, thật tiếng. Tất cả những dòng loa mắc tiền đều là màng giấy, và nên nhớ một điều đó, màng giấy, em nhắc lại một lần nữa. Và lòng bát rất là sâu, côn to. Đấy, côn to, 4 loa tép, giá 3 triệu tại cửa hàng, giá cực tốt đối với các bác. Tem của nó này rất là dày, rất là dày dặn, và chữ không thể nào lo xước. Đấy. Đấy, dòng Delacorp. Delacorp là một cái thương hiệu của những dòng mixer nhiều tiền này, rất nhiều tiền, do Trung Quốc sản xuất. Nó là phiên bản nội địa sản xuất cho Trung Quốc và người Trung Quốc sử dụng. Đấy, cặp loa rất là chắc chắn, cứng cáp. Và chất âm của cặp loa này các bác phải đeo tai nghe, nghe đủ các giải bát trung tép. Giải bát rất là sâu các bạn, rất sâu. Nên nhớ một lần nữa em nhắc lại là bát rất sâu, tép sáng, và phân tần của nó cực kỳ là khủng. Giá chỉ 3 triệu giá chiền các bác nhá. Và những cặp loa em chia sẻ với các bác, rất nhiều bác đã đặt hàng bên em 4 cặp này lên đường, và 7 cặp loa 450C sẽ lên đường trong ngày mai. Hôm nay là em sẽ đóng hàng và test thử đại diện từng cặp loa một, nghĩa là test một cặp loa phiên bản nội địa Trung Quốc và một cặp loa 450C của Nhật Bản sản xuất tại Trung Quốc, và đa phần là các bác nhận theo đường nhà xe. Và Ngọc Quang muốn chia sẻ với các bác, những ngày này có xe, một là một số xe khách, một số xe hàng đã chạy được rồi, cho nên các bác rất là thích nhận theo nhà xe. Một là cước phí nó rẻ, hai là nhanh, an toàn, khẳng định với các bác cực kỳ là an toàn, vì đóng theo nhà xe đóng rất nhanh, đơn giản, xốp dày dặn chắc chắn là ok. Không bìa, quên, em nói nhầm, gửi nhà xe thì không cần phải xốp, nhưng chưa bao giờ Ngọc Quang bị hỏng vỡ hàng do gửi nhà xe. Nhiều bác cẩn thận cứ bảo là muốn gửi bưu điện về theo, đấy là trường hợp hãn hữu. Nếu những bác nào chắc chắn chưa mua của Ngọc Quang, hay là chưa mua trên mạng lần nào, muốn kiểm tra cái điều đó, các bác nên bỏ qua đi. Đã mua hàng thì lên xem Ngọc Quang Bắc Giang là ai và bán hàng như thế nào, chứ các bác không lo về cái phải kiểm tra hàng nếu sai. Đây là cặp loa, nếu sai theo em live stream em đền luôn các bác. Đấy, đền gấp đôi luôn. Cặp loa này cũng thế, nếu không phải xịn như là em đền 10 lần tiền. Nếu mà sai, 450C này là hàng xịn, hàng xịn của Nhật sản xuất tại Trung Quốc, nói rõ luôn với các bác, đó là hàng hãng. Đấy, cho nên các bác đa phần bây giờ 10 bác khách thì 9 bác nhận theo đường ô tô. Đấy, còn sau này nếu dịch bệnh có khó khăn, nghĩa là căng mà cấm các loại xe, thì lúc đó bắt buộc phải gửi theo đường bưu điện hoặc Viettel. Đấy, em cũng rất muốn các bác nhận hàng làm thế nào nhanh nhất, an toàn nhất và được hàng dùng sớm nhất. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các bác đã tin tưởng đặt những sản phẩm tối ngày hôm qua em nay. Rất là nhiều, khoảng 15-17 cặp loa làm sẽ lên đường với các bác. Và bên ngoài kia anh em cũng đang đóng những cặp loa B3. Em lướt qua khu vực Ngọc Quang cho anh em vệ sinh và dọn dẹp lại một chút. Thì kiểm tra qua rất nhiều loa nghe nhạc các bác nhá. Puler này, loa Diatone Onkyo. Đấy, rồi thì loa 601 này. À, nhầm, 701 ạ, 601 chưa có hàng đâu. Rất là khó khăn trong cái thời buổi này, hàng không về được, những dòng loa bốt không về được. 10.2C2 và những sản phẩm loa JBL, JBL 822 rồi thì 825. Những sản phẩm này thì cũng đang cạn hết hàng rồi, bên em bán rất là nhanh, về đến đâu là hết đến đó các bạn, hết đến đó. Còn cái loa phiên bản nội địa Trung Quốc thì số lượng chắc chỉ còn tầm, chắc chỉ còn khoảng 1-2 đôi thì đó thôi, số lượng không có nhiều các bạn. Còn 450C thì bên em rất nhiều để cung cấp cho các bác trên mọi miền.
450C thì hiện tại đến bây giờ là 7 hay 8 đơn rồi. Đấy, 450C bình thường em không giới thiệu thì ngày nào cũng độ 2 đến 3 đôi. Nhưng ngày hôm qua thì các bác, nhiều bác không để ý đến. Khi em like thì các bác mới để ý đến 450C. Nhiều bác băn khoăn không biết chọn loa gì, vì bên Ngọc Quang số lượng rất nhiều, rất nhiều. Đấy, em giới thiệu thì các bác mới lắm được những sản phẩm gì cần mua, đáng mua. Thì các bác đã đặt rất là nhiều những sản phẩm 450 bên Ngọc Quang. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác. Các bác chuyển dần ra. Rồi, các bác có nhu cầu hãy gọi cho em theo số máy này. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.